tình hình tồi tệ hơn cho người tiêu dùng và các cửa hàng sửa chữa độc lập dòng sản phẩm iPhone 13 mới của Apple có thể có rất nhiều tính năng mới. Nhưng giờ đây chúng có một hạn chế lớn khiến các cửa hàng sửa chữa độc lập khó thay thế màn hình bị hỏng hơn. Nếu bạn cố gắng hoán đổi màn hình, Face ID sẽ không hoạt động, nghĩa là trừ khi bạn biết cách làm thế nào để làm mở màn hình nhỏ và có thể di chuyển thành công một vi điều khiển nhỏ từ màn hình gốc sang màn hình mới, như được nêu chi tiết trong một bài báo từ iFixit. Sự thay đổi này khiến việc thay thế rất phổ biến trở nên khó khăn hơn nhiều đối với các cửa hàng sửa chữa độc lập có thể dựa vào việc sửa chữa màn hình như một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của họ. Theo iFixit, các cửa hàng được ủy quyền của Apple dường như không gặp phải vấn đề này vì họ có quyền truy cập vào phần mềm có thể khiến iPhone 13 chấp nhận màn hình mới chỉ với một vài cú nhấp chuột. Nhưng nhiều cửa hàng độc lập không thuộc chương trình nhà cung cấp sửa chữa độc lập chính thức của Apple. Chương trình này được cho là có các điều khoản xâm phạm, khiến họ phải thử và tìm cách tự sửa chữa màn hình iPhone. Nếu bạn muốn xem mức độ liên quan của công tắc vi điều khiển, hãy xem video này từ iCorrect. Việc sửa chữa là một quá trình gồm nhiều giai đoạn, có vẻ như mất một thời gian và yêu cầu thiết bị đặc biệt. Và hầu như chắc chắn là hầu hết các chủ sở hữu iPhone đều không thể tự mình thử nó. Apple đã dần dần đẩy mọi người khỏi việc sửa chữa do các cửa hàng độc lập thực hiện thông qua các cảnh báo đáng ngại được hiển thị sau khi hoán đổi pin và thay thế màn hình cho một số iPhone. Nhưng tình trạng bị vỡ Face ID trên iPhone 13 có nghĩa là những người muốn sửa màn hình không có nhiều lựa chọn tuyệt vời. Việc sửa chữa được ủy quyền có thể tốn kém, cũng như việc thanh toán cho AppleCare Plus để được giảm giá sửa chữa màn hình. Nhưng khi các lựa chọn thay thế bao gồm tìm một cửa hàng độc lập có khả năng thực hiện việc hoán đổi vi điều khiển tinh vi, thay thế màn hình nhưng hy sinh Face ID hoặc chỉ sống chung với màn hình bị hỏng, trả tiền cho một sửa chữa được ủy quyền có thể là lựa chọn tốt nhất, ngay cả khi nó là tồi tệ nhất đối với ví của bạn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!